Dân chúng Tunisia tại Paris biểu tình phản đối chính quyền tấn công đàn áp biểu tình tại Syria, tại Tunisia, xin lỗi quý vị, tin từ Paris. Vào cuối tuần ngày thứ Bảy tại thủ đô Paris, hàng trăm dân chúng Pháp gốc Tunisia cùng đồng loạt xuống đường tuần hành phản đối chính phủ sau khi chính quyền Tunisia sử dụng cảnh sát tấn công dân chúng. Một thành viên trong đoàn biểu tình dương cao khẩu hiệu với hàng chữ mọi dân chúng tại Paris hướng về anh Georges Bailey. Sự việc anh Georges Bailey bị những tay súng hạ mặt ám sát đã tạo nên làn sóng giận dữ từ khắp mọi nơi tại quốc gia Tunisia và cho rằng Bộ Nội vụ Chính phủ tổ chức cuộc ám sát trên nhằm tiêu diệt các phần tử đối kháng có lập trường chống đối chính phủ. Anh Hamdi Asim trả lời tới phóng viên địa phương rằng tại thủ đô Paris, nhằm mọi công dân Pháp gốc Tunisia xuống đường biểu tình bày tỏ thái độ chống đối chính phủ Tunisia đã có những hành động đi ngược lại trào lưu và tiến trình chuyển tiếp dân chủ. Anh Georges Bailey bị ám sát vào tuần qua, có thể các nhà hoạt động đối lập khác đã trở thành mục tiêu ám sát kế tiếp. Tính mạng các nhà đấu tranh dân chủ đối lập bị đe dọa và tất cả mọi người dân trong và bên ngoài đều phải lên tiếng nói, tạo áp lực cho chính phủ Tunisia hãy tôn trọng quyền tự do và bày tỏ lập trường đối lập. Dân chúng tiếp tục tuần hành biểu tình hướng về quảng trường Del Clichy tại khu vực phía bắc thủ đô Paris.